nhạc, điện ảnh hay là kinh doanh MC, bất cứ cái gì đó thì anh luôn nói là ở vị trí đầu tiên trong tim mình thì có hơn là về âm nhạc. Trước đây Chợ Mới và Chợ Cũ có rất nhiều tranh chấp, nhờ có bố già lập ra thỏa hiệp không xâm phạm quyền lợi của hai bên nên mới được như ngày hôm nay. Thỏa hiệp là của bố già, không phải của lão đại bố tôi. Xin chào khán giả của Modesta, mình là Will và Will đóng vai tại VR trong một phim Vika Tiền Truyện 2. Không biết là vì sao anh lại nhận lời tham gia Vika Tiền Truyện 2 ạ? Chắc vậy là một cơ duyên rồi đó. Vì ngày trước anh chỉ có một bộ phim đầu tiên, cũng như là chưa gặp được bài làm việc phát triển nhau bao giờ. Chỉ qua theo mong thuộc một cái chương trình quay hình trình đại truyện 2 đó. Thì là do cái những cái số trước họ quay trẻ tiến độ sẽ phải ngồi đợi cho cái tập sau. Thì cái lúc ngồi đợi đó thì thấy anh Tuyên có một mình ở trong đó, mình cũng bắt chuyện với anh Tuyên thì nói chuyện với nhau đã mà hai nhân tài phát hiện rồi đánh đấm không được rồi bỏ thuộc trong cái tự nhiên bản với hỏi với mình là anh sắp đầu tiên em chơi anh không, em hỏi là không chơi gì anh, những người đóng phim tham gia phim anh đi lúc đó thì mình hỏi là ủa anh quay cái gì, anh quay phim đi cả phần hai. Rồi nó ở đây cũng sẽ cái đó nguyên một cái bộ trên YouTube hết phần một luôn á. Tại vì thấy tụi mình cũng khá là cũng khá nhiều nên là khi nói mình coi thì mình cũng thích nhiều nó sẽ hỏi tại vì chuyện nó nói chuyện cũng biết là tại sao anh Tuyên mà không biết là chỉ nói kiểu nó đã là con chuyện rồi à, không anh không nghĩ là anh Tuyên sẽ gọi ngoài trực tiếp cho Will mà hỏi Will về cái gì đấy luôn nhận lời mà phải rồi muốn tuyên giải thích kỹ về nhân vật và xem là mình có phù hợp với mình hay không, thì sau khi nhận những tin tìm là vui bởi vì là nó có những yếu tố mà mình thích và những cái tốt bài ra thì mình có những tốt bài tập bản thân nguyên thích những ảnh về hành động của mình trong bộ phim thì mình cũng sẽ thấy hành động của mình và tuyên với nhau và đương nhiên cái hành động thì là không có sự nhiều cách sẽ được. Anh có mất nhiều thời gian để tập luyện cho những cái phân cảnh hành động đó không? Bởi vì như anh Tuyên chia sẻ thì cái vai diễn của Will là vai diễn được chốt gần cuối rồi. Tại vì cái vai hay quá, anh Tuyên rất là tự tìm nhưng mà chưa có ai mà phù hợp. Thì vô tình gặp nhau thì anh Tuyên thấy Will phù hợp. Thì thật ra là Will chỉ có 3 hàng đồng bọn chung với lại anh Tuyên và các trailer thôi. Nhưng mà may là bản thân mình cũng đã từng tập các trailer ở phim Tân Quang rồi. Và xong suốt thời gian đó tới bây giờ cuối tuần thì Will được đi tập về môi thái boxing khoảng 3-4 tháng vâng, và việc những cái vận động về tay chân thì mình cũng quen với cái thói quen này nên là mình khá nhanh thôi. Vậy thì như anh chia sẻ thì đây là cái lần đầu tiên mà anh với lại anh Quốc Ngọc Tuyên hợp tác với nhau trong một cái dự án phim, vậy thì không biết là mình có gặp cái khó khăn gì không ạ? Lần đầu tiên hợp tác với anh Tuyên cũng là bộ phim Mắt Râm Hai đầu tiên của mình ra, cái khó khăn thì tại vì là khó của người đều là làm hay còn những viên thì viên viên khó khăn thì không có khó khăn trong chỉ có khó khăn cái là viên viên thì đánh nhau một tiếng thì là khó khăn mình chưa có nhiều thời gian để kết nối về cái phần đánh nhau nên thành ra là đôi khi mình hai cái đôi khi chỉ mà hay quá nhưng mà buổi hay quá thành ra đôi khi rủi ro mình nó một đá một chút cái thì không đá một chút cái thì cũng đau nhưng mà nói chung là cũng bình thường tại vì nhân vật mình chọn phải chịu cái đó mà không thể nào khó khăn được luôn chỉ có phải vượt qua nó để hoàn thành thôi, còn lại thì anh em trong đoàn vẫn hỗ trợ giúp đỡ nhau hướng dẫn nhau rất là nhiều điều kiện sống được họ chỉ bảo vệ cảm xúc của các anh em rất là nhiều cái gì trong đó kinh nghiệm xuất nhiều nguyên rất là nhiều. Vậy thì anh có thể chia sẻ thêm một chút về cái nhân vật của mình trong phim này không? Tại vì teaser thì cũng chưa có thể nào nhìn rõ được cái nhân vật của anh. Thật ra thì nhân vật thì có nghĩa là mọi người xem phim sẽ có sự thú vị và có sự tò mò hơn. Còn về nói về nhân vật thì anh già là một thầy đại chính gia là một con của bố già trong phim. Và nhân vật bố già thì trước là một sự tích tài đảm nhận sau thì sẽ nói lên về cái việc mà cái anh đại chính gia này anh có giàu có mà anh tự tin là sao và anh đi giải quyết những vấn đề sẽ khác tồn tại những cái nhân vật ở khu Chợ Mới là ở vị trí là một giàu có sẵn thì anh sẽ giải quyết những vấn đề nó khác với lại những người trong hội anh
những cái phong cảnh hành động, chắc là cái vai diễn này cũng khá là nặng tâm lý đúng không ạ? Nặng tâm lý thì cái lúc đó thì có thể hay trong đời cũng giống anh rồi, nó cũng không phải tăng với anh đâu. Cái là nghĩ là không biết là cái cảnh hành động luôn là cái kiểu mà là phải là một người vừa tự tin vừa cá tính, không được bị nghĩ gọi là trẻ mà kiểu bị bốc đồng quá thì nó cũng là được một cái là khá mới. Là tại vì hồi trước anh có những bộ phim khác như là Em Chi 18 thì cái kiểu mà nhà giàu mà nó kiểu tuổi đi học sinh thì nó lại khác. Trước đây anh cũng có đóng những cái bộ phim điện ảnh rồi, nhưng mà đây là cái lần đầu tiên mà anh tham gia web drama, thì với cái trải nghiệm của anh đó thì anh thấy nó khác như thế nào? Anh thấy mọi thứ đều giống như một góc quay của anh, nước màu phim rồi các bộ phim này nó chỉ khác là phim điện ảnh. Phim điện ảnh thì đến đây là thời lượng lên có chứ gì anh nhập hai năm sau với cái mạng sau không chia đều ra nó rất là dài, thì nó sẽ tình tiết các chi tiết cụ thể hơn, và là nó đi sâu vào cái đời thường hơn. Anh nghĩ là nó không khác gì đâu, chỉ có là về thời lượng. Còn quy mô thấy mọi người thì làm rất là tốt. Cũng có rất là nhiều bạn fan thắc mắc là không biết là sắp tới anh có tính ra một cái dự án âm nhạc nào không, tại vì như cũng lâu rồi mình chưa có cái sản phẩm âm nhạc mới. Thì như em nói sau khi mà anh thành sớm cái dự án, còn bạn có là dự án về sản xuất về nghệ sĩ và các bạn cho bất kỳ thì anh sẽ quay trở lại với lại âm nhạc của mình. Thì anh cũng sẽ cố gắng cho ra cái EP cho bài của mình, và các cụ tôi đang nghe sẽ cái thể loại R&B pop, sẽ không có cái hướng của bài lát nhiều quá nhiều mà mình có dự kiến là cái thời điểm nào mình sẽ ra mắt không? Sau khi mà mình đóng vai trò sản xuất MV cho Linh Ca thì không biết là anh có dự định là mình sẽ luôn về hậu trường để mình làm công việc sản xuất hay là hỗ trợ các bạn tài năng trẻ không ạ? Về dự án của bạn Linh Ca thì không chỉ sản xuất về âm nhạc không, mà còn là cả dự án về định hình cũng như là định hướng và về hình ảnh mà mọi thứ gần như là tất tần tật thì nó sẽ gần như là chỉ có thể vui hơn hơn người xưa và sáu năm nữa. Nếu mà cái loại giá là công nhạc thì sẽ là một bạn về nhạc sĩ và producer. Còn cái gì mà làm về nghệ sĩ hỗ trợ cho các bạn trẻ thì anh nghĩ là anh vẫn cứ thích tới ca hát, vẫn sẽ phải ca hát, vẫn sẽ làm vai trò là vai trò ca sĩ. Sau khi không đó anh sẽ vẫn tiếp những cái công việc khác như là kinh doanh hoặc là về các dự án nhẹ, nó về đào tạo nghệ sĩ. Bây giờ thì cái đó là một trong cái yếu tố làm cho mình tươi mới hơn, giúp cho mình trở nên trẻ hơn và có thể học hỏi được rất là nhiều thứ kiến thức khác ngoài cái công việc chính mình, công việc mình tìm nhạc đi hát rồi đi bây giờ xây dựng rồi anh học rất là nhiều thứ ở nhiều khía cạnh, ở nhiều bộ phận khác nhau, nên là cái chuyện mà có thể kiến thức là một điều rất là tốt. Thông thường các diễn viên hay là ca sĩ khi mà đạt tới cái độ chín mùi thì họ thường sẽ muốn làm phim, làm nhà sản xuất hay là mình mở những cái trường đào tạo để mình hỗ trợ các bạn tài năng trẻ. Thì nhưng mà nãy anh chia sẻ thì anh cũng tính là sau này mình sẽ mở những cái môi trường đào tạo đúng không ạ? Anh phải làm có người công việc kiện đạo trước, còn giờ anh ai làm thì cũng cố là kiện đạo cái kiến thức mới của anh, và anh xây dựng một cái đội ngũ ekip nó phải thật sự là vững chắc và ổn định để là thứ thể tập hợp lại rồi sau đó nếu mà sau thì từ đó anh mới lên được những cái đội ngũ tương lai nhiều hơn. Nếu mà anh nghĩ là với anh chị cái âm nhạc nó có khái niệm chín mùi hay là đến một cái điểm nào đấy thì ai anh nghĩ với anh là âm nhạc là một cái sự gì đấy mua màu lắm, tức là nó phải phát triển giai điệu luôn là biến đổi bây giờ là có sự dừng lại trong đó mình cứ sáng tạo cứ thả thiết và tiếp của mình chứ không nghĩ là bởi vì đối với anh thì cái việc mà anh được hát, anh được tới cái sân khấu, anh được khán giả đón nhận đó là cái niềm vui nhất. Gần đây thì mình cũng có thử sức với rất là nhiều vai trò, ngoài ca sĩ thì mình còn sản xuất MV rồi mình còn đóng phim nữa, thì không biết là cái điều mà anh đang tập trung nhất ở thời điểm hiện tại để mình có thể làm tốt hơn là gì? Anh nghĩ là ở thời điểm hiện tại thì giống như tất cả những câu trả lời của anh trong vòng 13 năm đã đi ngay. Nếu mà vòng của trường học giữa âm nhạc, điện ảnh hay là kinh doanh MC hay bất cứ cái gì đó thì anh luôn nói là ở vị trí đầu tiên trong những lời biểu hiện của anh cũng mong là về âm nhạc, về âm nhạc mà còn điện ảnh để MC và kinh doanh đúng là sự kinh doanh là do tùy duyên, thì do cái gì mà anh đến với những cái ngành này, tại vì anh đến với
Con hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ sản phẩm sắp tới của Will cũng như là những bộ trong bộ phim Đi Trả Tiền Rạch Hà Con và Hồ Tuyên.